Thưa quý khán giả, tôi xin kể lên một chuyện là thực trước mắt tôi. Là vì hồi đó cái ông này là cũng anh em bạn. Ổng có cái chùa ở dưới núi Sập á. Núi Sập mình đây nè. Cái chùa ổng đó là ngang qua cái chùa của ông Đạo Lượng, mà mấy ông này đã chết hết rồi. Bị vì ông này hồi còn sống đó thì ổng cũng giỏi lắm. Ổng xuống đó ổng cất cái chùa mà đệ tử ổng đó đông lắm. Là lý do cỡ thời gian ổng được thời thế của ổng nên người ta tín ngưỡng ổng. Ổng xuống đó đó. Bên kia là cái chùa của ông Đạo Lượng, có một cái mương đi ngay vô. Mà cái mương đó nó làm như là cái hàm con ếch vậy đó. Rồi ông này ông nói là ở đây là hàm rồng. Nếu mình cất chùa ở trên đó là cái hàm rồng hay là nấu trong dùng cái hàm rồng đó thì cái chùa không có quậy, sung túc lắm, không có quậy. Cái ông lại xuống đó. Ông này là dùng bùa nha cô bác, phép tắc nha cô bác. Thì người ta con cháu đồ đau cũng đem lại ổng trị vậy. Mà hồi đó ổng có cái trại nhỏ xíu à ở bên đó, là ổng cũng tu, ổng trị bệnh đồ cho người ta, cho nít nôi, ai đau người lớn già cả lại ổng trị. Rồi ổng thấy đệ tử đông quá đi, cái ổng mới nói, ổng nói chỗ này tôi tính ít tháng nữa tôi lập lên cái chùa chỗ này nè. Ở bên kia thì có cái chùa ông Đạo Lượng rồi, còn bên đây tôi lập cái chùa nữa thì cái này cũng như là hai cái chùa này ở trong hầm rồng rồi đó, nó không có hoại. Người tổ cổ tích người xưa nói nếu như cái hầm rồng mà nội dùng đất này chôn là cha mẹ ông bà trong đó, con cháu làm quan quyền rồi đó, thì nói noi theo cái tích đó mà mấy ông cất chùa. Cái ông ngồi như không vậy à, cái ông lội ra cái hồ, bây giờ trước cửa chùa là có cái hồ đó, là ông lội đó cái phát ông chỉ. Cái đó là nhờ thần quyền giúp ổng chứ không phải là con mắt nào thấy được ở dưới đất đâu, đâu phải như bắt vật lan. Mà ông nói chỗ này là có gạch chỗ này nè mấy ông, bây giờ mấy ông tin tôi á thì mấy ông đào cái này đi, chu vi ông lấy cây ông cầm cầm bốn gốc á, mấy ông đào đi rồi đem lên coi được bao nhiêu gạch. Ông nói vậy hà, mà mấy ông tin tôi thì làm, nếu làm rồi á thì tôi lập lên cái chùa chỗ này. Các cái chùa ở đây có chỗ chiêm ngưỡng cúng bái đồ, chứ cô bác thấy trên triền núi mà làm sao mà có nhà cửa đồ đông đáo, có chùa có ấy gì đâu. Mà nhà cửa thì ở có chứ chùa không có. Muốn lập lên ngôi chùa người ta cũng ham lắm, đặng lợi đó cúng bái đồ này kia nó dễ dàng, có lợi chùa có Phật. Đệ tử ổng nghe cũng nghe lời, ổng lại đào, ổng yêu đào đi đem lên coi được bao nhiêu gạch. Mà tính theo cái chu vi của cái chùa là có gạch rồi mình tính mới được. Để ông thôi là mình cất lên cái chùa gạch ít, cất cái chùa lớn rồi tiền đâu có, không có chi phí làm vô bỏ lỡ công chuyện. Đệ tử đào cô bác, đào xuống chừng thước à, thước thước ngoài cát à, thì đào cái dùng của ổng cắm nó đem lên. Đem lên cái là gạch, đó là gạch không, đem lên chất lên rồi cái người ta tin ổng quá sức rồi, tin ổng quá sức tin rồi. Mà ổng không phải là người ở đó, ổng là người ở dưới này nè, mà lại là cái là ổng lên đó vậy đó, đệ tử ổng ở đó, ổng lên đó đem lên rồi ổng kêu thợ, kêu thợ lại coi gạch đó là bao nhiêu, cất cái chùa chu vi là bao lớn đủ. Thợ giỏi lắm, lại nó thấy số gạch rồi là nó tính cái chu vi của chùa là làm gạch đó đủ đó à. Thì là thợ nó tính là cái chu vi của chùa ba lớn, nói ông đồng ý.
Bây giờ mấy ông làm đi, rồi chi tiền cho mấy ông, chi tiền thợ cho mấy ông. Nếu ông mà lãnh làm đây đó thì tôi có đệ tử đông, nó vô nó tiếp ông, chỉ là thợ chánh với thợ phụ người hai người à, còn nhiêu là đệ tử tôi nhào vô tiếp. Thiệt bỏ con người đặng thời đặng thế rồi rồi đó, nói một lời nói người ta tin tưởng dữ lắm, bị gì lấy hầm gạch lên mà. Cái nói ở trên núi về nước đâu xài vậy thầy, là có gì đâu, nước mương này khi lớn khi ròng á thì mình chứa dựa lên bồn lưu bể đồ xài, mà nếu thiếu á thì ra chỗ cái giếng mà cái chỗ mà lấy gạch lên đó, mấy ông chịu khó đào xuống chừng 2 thước nữa, chỗ đó có cái mạch nước. Trời ơi, đệ tử chân hửng hết trơn quý vị. Nó tại sao ông này thần tiên gì mà ông là ngồi ở trên này mà ông chỉ là có gạch, rồi giờ ông chỉ đào xuống vài thước ở đó có mạch nước mình xài. Thì cũng ba tính ba nghi, không biết ông thầy mình ổng thử mình công sức của mình hay sao. À, thường thường ông bà có nói vàng thì thử lửa, gian nan thử sức, bây giờ ông bắt mình bằng rồi ông bắt mình đào cái này làm cái giếng xài nước, sau đào thử con thiệt cô bác, đào xuống chỉ 2 thước là mạch nước dưới bắn lên như diều rồng bằng bắp tay, nó bắn ro ro lên là cỡ 2-3 thước mà nước cũng ngọt sớt. Cái ta tin tưởng ổng quá rồi, nói ổng là ông tiên không đó, hồi đó đó đệ tử ổng dưới nói ổng là ông tiên không đó, bởi tin tưởng ổng dữ lắm. Rồi thì nước cứ việc nó bắn lên đầy cái hồ đó, múc hoài riết rồi ở xóm đồ lại mà nước trong xanh, là ở xóm ở đó đồ lại gánh nước đó về xài. Thì quý ổng trọng ổng quá rồi, cái chùa của ổng người ta đi cũng tấp nập. Cái này là chính trước mắt tôi nha cô bác. Bữa đó ông đi xuống chùa, tôi hồi đó có cái máy cô le tư, cái xuồng cui thước hai, ổng với tôi, ổng kêu người đệ tử của ổng nữa đi theo, tôi thì chạy máy, người đệ tử của ổng thì ngồi mũi cầm dầm, còn ổng thì ngồi giữa. Ổng mình cũng kể ổng là ông thầy mà, chạy từ ở trên này chạy xuống đó chừng cỡ khoảng là 40-50 cây số xuống tới chùa, tới cái chùa của ổng á ở núi Sập đó chừng cỡ 40-40 cây số, 4 ngoài cây, vô cái mương nhỏ mà hồi đó nước lớn ròng, cái mương nhỏ thì mương thì nhỏ mà nước ròng xuống rồi nước còn nửa dế thì cô bác ơi xuồng mình chạy được, chạy nghĩa là khích khích vậy đó là chạy được. Cái vỏ lãi ở sau nó chạy tới, nó chạy bằng máy dầu, nó chạy quá sức lẹ đi mà tới cái xuồng á thì nó không có bớt, nó chạy qua cái xuồng tôi, cái xuồng tôi nhảy bờ bãi, nguyên cái xuồng nhảy bờ bãi thiếu điều muốn lạc xuồng. Tôi mới giận tôi nói như vậy, trời ơi ông nội đó thiệt là ổng chạy đi kiếm ông bà ông giải gì mà ổng chạy thiếu điều xuồng mình muốn lật. Ông thầy ổng ngồi giữa, ổng nói thôi dượng mày cằn nhằn người ta làm chi, người ta đi trước tới tới sau mình, là nữa thầy còn tài nữa, làm gì người ta đi trước biệt dục rồi mình sao tới sau mình được. Ông là ừ thì để dượng mày coi. Thiệt cô bác, cái xuồng của tôi chạy rồi nghỉ rồi bỏ vậy mà chừng cỡ khoảng 15 phút nữa tới gặp cái vỏ của ổng, người ta còn bắt nhũng nhẵn ở đẳng, vì hồi đó cái mương đó thường thường người ta cũng có cắt nhà máy xong mà nước ròng xuống thì cái bãi vậy đó, người ta xóc nọc người ta cột người ta cắt lên mà khô rồi mà mắc cái gì không biết, nó chạy mà nó chạy thí trên bãi, chạy lũi lên nó đụng người ta gãy cột nhà ở đó, người ta bắt nó nhũng nhẵn ở đó. Rồi này chạy tới thì ổng ra đó, tôi nói với dượng này đó ha,
nó đi trước mà tới sau mình, nó lại đụng nhà người ta gãy cột kìa, người ta bắt nó đó, rồi nhũng nhẵn đi sau mình phải không, đi trước. Cái tôi nói trong bụng, nói với cái ông đệ tử của ổng ngồi trước cầm dầm đó, trời, ông thầy mình đó là như vậy là ông thầy mình cũng tiên tri quá ha, cái gì ổng nói trước không ha, là ở chùa đó chắc có ai là theo ủng hộ ổng nói chứ phần ba chứ giờ ổng nói vậy cái tôi không có tin, làm sao mấy người ta chạy vô ro mà ở sau mình, mà bây giờ tôi thấy vậy tôi mới tin. Cái thôi đi xuống tới dưới lên chùa đồ đệ tử đồ của ổng chạy lên mừng rỡ đồ vô phương á, ổng ở bên nhà ổng ăn cơm bên nhà đệ tử các cái chùa đó, lại tới thì đệ tử dọn cơm đồ ổng ăn, mà dọn ổng ăn thì ổng ăn cũng là tương rau vậy chứ không có cái gì, dọn ra ăn rồi thì hồi đó mấy ông trà đi bán xà rong rồi đó, mấy ông ưa quẩy bị lắm cô bác, người quẩy bị sau lưng vậy đó, mà cái ông này á bùa ông giỏi dữ lắm, ông trà này bùa giỏi dữ lắm, thành ra ổng đi mình nên chứ mấy ông trà mà bùa bình thường đó là đi hai người ba người đi tớp vậy đó, còn ông này ổng sao ông đi mình nên đi lại tới nhà này á, thấy đương ăn cơm thì ổng ghé vô, ông thấy nhà nào ông cũng ghé trơn, ghé vô đã ông nói chuyện hơi, ông bán xà rong quần tây đồ này kia đó, bán đủ thứ ông bọc ổng á, cái ghé vô ngồi nói bán đồ này kia, thì vợ cái ông chủ nhà này đó thì hỏi ông trà vậy với tôi không có tiền rồi sao mua ông, không thím có tiền tôi bán chịu cho, qua năm tháng này tôi lại lấy tiền, tôi bán chịu về tôi lại lấy tiền. Cái thím trong nhà nói trời ơi ông không sợ người ta không trả cho, cái này tôi nói thiệt tôi bán chịu tôi không sợ ai trả, không trả hết trơn á, ai cũng phải trả hết trơn á, mà không trả tôi là người ta sợ chết, tôi làm cái phép là người ta chết à. Thì cái ông này này bị gì nghề á, biết nghề nhau nó ngứa ngáy, cái ông thầy này ổng nghe ổng thấy cười, ổng cười chứ ông nói gì hết trơn á. Cái ông ăn rồi bữa mà cái chú trà già này á, chú ở kèo này bán cho được đồ mà, ổng về bên chùa ổng ngồi uống nước trà ở trước bộ ngựa ở dưới bàn học tổ đó, thì tôi và ông đệ tử của ông thầy này đi về đó cũng ngồi uống nước đó, ông trà này ông bán cho đã đời á, thì cái thím trong nhà này mua quần hay quần tây gì đó, mua mền giỏng gì đó, rồi cái ông sửa soạn cứu ra đi, thì cái ông thầy này ông tức, ông tức là ông trà này đi tới đầu này đầu kia bùa phép mà khoe khoang vậy đó, ông nói dượng mày, nói ngay tôi nha, ông kêu tôi dượng, dượng mày bước qua bển mời chào qua đây uống nước trà, cái tôi mới đi đi qua bển, cái tôi nói chú bán cái này rồi chưa, nhà này rồi chưa, là tôi bán rồi tính đi sẵn đi, nói bên kia có ông bên chùa kia trước nữa ông qua ông viếng chùa sau nữa ông qua uống nước trà, cái ông là đi, thì ổng muốn cần bán đồ lắm, lại ổng nói hơi thì có mua hà mua đồ hà, qua cái ông thầy này rót nước trà đằng kia cho ổng uống, uống trà một hơi rồi á ổng nói mua đồ kia, thì ông thầy này ổng nói ô tôi ở chùa mà mua đâu có bận đồ tây đồ gì mà mua đồ này giải này đồ cắt đồ tây đồ đồ không hả, tôi bận đồ nhà chùa mà, thì không có mua đi, ổng mới cứu ra gì à, ổng cứu ra gì à, thì trong cái chỗ mà ngồi uống nước trà đó đi ra tới ngoài cái lỗ cái đó thì cỡ khoảng 50-60 thước, mình cái đường đi vô cái là trong chùa mà cũng tráng xi măng tráng nhựa đồ vô đường nó lấy à, thì cái ông thầy này ông nói thôi nếu ví dụ như ông ở chơi ở không ở chơi ông về thì về, cái ông trà mới quẩy cái bị đồ ông đi ra, thì cái ông thầy này á ổng giận cái ông trà này là hồi ngồi trên bên đệ tử của ổng mà khoe khoang bùa phép đường kia đó, ổng mới lội theo
Thì lần này hai anh em tôi cũng đổi theo, có ông thầy mình theo làm gì, thì theo ra mới có nửa đường cô bác. Thì ông bước bước trùng bước rồi á, ổng cách ông trà gần 4-5 thước chứ không phải là gần, thì thấy cái giò của ổng là quẹt ngang để ông trà, ông dắp giò ông té cái phịch là ông mắc cỡ, té cái phịch đường láng vô đường trắng nhựa đi ra đường cái, mà tại sao như không đi dắp giò té, ông mắc cỡ mà chính là ông thầy này ông làm. Rồi ông lồm cồm ngồi dậy, ông khủi cái bị đồ ổng, ông quẩy vai coi hình như hơi sẻn lẻn, cái ổng mới đi ra. Thì ông thầy này đi ra tới là ngoài cửa ngõ, ngoài đường cái đường nhựa, thì ổng vẫy tay chào thôi, ông đi bán mạnh khỏe nha, ông tôi chúc ông bán bao hết đồ đi về, rồi vẫy tay chào ông trà. Ông trà sẻn lẻn, ông trà cũng ngoảnh mặt lại giơ tay chào ông thầy này rồi bỏ đi bán. Ông thầy ông vô trong chùa rồi ông ra đó dựng mày với thằng học trò tao coi có thể là tao xài được không. Nó thằng trà nó có phép đó, nó bán đồ nó không sợ bắt đó, không trả nó lợi nó chuyện hơn phải trả đó, mà tao nói là nó đi ra nó té là nó té, mày thấy không. Kính chào quý vị. Tôi xin kể lên một chuyện, là cái chuyện này cái chuyện hậu quả. Nói hồi xưa có một cái ông này ổng sanh ra rồi đó là cứ bệnh hoài à, tới chừng một thời gian cái ông này ổng thành lên thanh niên mười mấy tuổi rồi, thành lên thanh niên rồi mà rồi cũng vẫn đau hoài, đau không có hết. Lương y điều trị ở trong làng trong xã gì ông nào nói là có tới hết nhưng mà trị không hết. Cái bữa đó có ông thầy phù thủy, ổng đi ngang nhà, đi ngang nhà cái ổng dòm dòm nhà, ổng vô xin miếng nước uống. Ổng biết rồi, ổng dòm trong nhà là ổng biết trong nhà này có chuyện, bị gì thằng này nó đau từ nhỏ tới lớn không hết, mà cái duyên của ổng ổng trị hết chứ không có ông thầy nào mà trị hết trơn á. Thành ra ông ghé lại tới cái duyên mà ghé lại đặng mà ổng trị cho ông này, ổng là làm phước không à, ghé lại xin miếng nước uống. Thì cái ông chủ gia ổng cũng niềm nở lắm, mời vô nhà khách rồi ngồi uống nước. Thì ông thầy phù thủy này ổng mới mở lời, ổng nói gia đình ông tôi thấy rồi, ông lo từ hồi bắt đầu á, thằng con ông mà sanh ra tới giờ nó mười mấy tuổi rồi đó, thì nó cũng ông cũng vẫn lo nó, không có ngày giờ nào ông không lo nó hết, trong tâm ông phải vậy không. Nói chúng tim đen ổng cái ông ừ cái ông là thôi bây giờ nè thằng con của ông á, tại vì cái quả nó tiền căn kiếp trước là không phải kiếp này, cái ông nói điều trị. Thì cái ông chủ gia này ông mừng quá, vậy thôi thầy ráng thầy giúp giùm. Thì ông nói vậy, ông nói bây giờ á hỡi thiếu nợ thì phải trả, vì tiền căn kiếp trước của cháu này á là bây giờ phải trả nợ. Thì bây giờ cái bệnh này phải ăn con chim chỉ, mà ăn nhiều con, ăn nhiều ngày cái bệnh này mới hết. Cái ông chủ gia ông mừng quá, rồi thầy nói vậy thì tôi sẽ kiếm. Cái ông thầy ông nói vậy sương sương à, ông không nói là thấu đáo, ông không nói hết ý ông. Cái ông kiếu từ ông đi. Thì ông già của cái thằng đó là bệnh này đấy, đi ra chợ kiếm con chim là chim chỉ, mua mua được một con đem về mần cho nó ăn, cái thì nó bớt 10 phần, bớt 5-6 vậy đó, bớt hết cấp kỳ vậy đó. Thì nó mừng quá đi, rồi nó không ăn nữa, bị gì ổng dặn mà không nghe rõ, không ăn nữa. Trong một thời gian cái nó đau lợi, nó đau lợi rồi á, ổng biết
biết thằng này nó sẽ đau lợi, mà nếu như ông giúp thì giúp cho tới cùng. Ông mới đi ngang đó nữa, thì cái ông chủ gia này ông gặp mừng quá, ông nói thầy, thầy sao tới năm nay thầy mới trở lại thầy. Thì ông thầy ông ghé vô, thì thằng con ổng á, thằng đó nó lớn rồi, 19-20 tuổi chứ đâu phải nhỏ. Tới nó là con nhỏ vậy chứ 19-20 tuổi rồi mà không có vợ con hết. Nó ra nó mới nói với ông thầy như vậy, nói hơi lộ mãn. Nói ông nói ông thầy hay suốt giỏi, nhưng mà tôi không thấy ông giỏi chỗ nào hết trơn á. Ông ấy là chỉ thuốc cho tôi uống, tôi ăn, hết bệnh thì tôi cũng công nhận đi, mà hết đâu. Hồi trong lúc đó thì hết thời gian à. Rồi bây giờ nó đau lại bình thường á, thì ông đâu có giỏi gì. Ông thầy này ông ấy nói không phải cậu à, không phải tại tôi, cái này là tại cậu chứ không phải tại tôi. Là vì tôi nói cậu ăn nhiều con, vì cậu thiếu nợ nhiều nhiều lần thì cậu phải ăn nhiều con nó mới hết luôn được. Cậu ăn có một con rồi cậu biểu hết luôn, bệnh đâu có hết được. Nói vậy cái thằng này nó nghe phải thì ông già nó nói thôi nếu như vậy thì ăn bao nhiêu con ông thầy. Nói cái số của nó phải ăn đủ 100 con, 100 con chim chỉ vậy đó nó mới hết bệnh. Mà nó mới ăn có một con nó trở lại đổ thừa tôi, đâu phải, không phải tại tôi, tại nó. Thôi bây giờ vậy ông làm sao ông mua cho đủ, nghĩa là nó ăn ngày con đó là 100 con nó ăn đủ hết, 100 con nó hết. Mà nếu nó không hết cái trách nhiệm tôi chịu. Cái ông già ra ngoài chợ mua, kiếm mua được có 1 con một à. Là ổng tính mua nhiều để dành đó, mình khỏi đi chợ mỗi ngày. Mua được có 1 con một à. Vì cái ổng nói mày ơi thôi bây giờ vậy, ba tính con vậy nha. Chứ mà bây giờ ở chợ thì nó bán có 1 con một à, ba mua gì mà nếu như ăn rồi làm gì, làm sao làm mồi được. Con nào làm mồi. Giờ tao, ông thầy ông biểu ăn 100 con, tao giót cho mày 100 cái cần bẫy. Mày bắt con chim chỉ này á, mày đem vô trong rừng á, mày gài mà hãy cái bẫy nào đều có hết thì về mày rộng đó mày ăn ngày con ăn hết trăm con này mày hết bệnh. Cái nó cũng đồng ý, nó nói vậy được rồi, ba cứ làm đi, con đi gài. Nó giác 100 cái cần bẫy vô rừng, nó gài xuống hết, tính bắt 100 con chim đang ăn hết cho hết bệnh mà mình khỏi đi nữa, cứ việc mình rộng nuôi đó đó, mình ngày ăn con hoài. Mà số gì cái bầy chim này nó có 99 con à. Không được 100. Cái nó xuống nó bắt mắc bẫy hết trơn rồi, mắc 99 con. Tới khuya nó thấy 99 con thì ngồi trông đợi cho một con lợi nữa, đặng nó bắt nó mắc rồi mình hãy ruộng đem về mình bỏ gọng nuôi. Tới đợi hoài tới gần sáng, đâm mây ngang gần sáng rồi mà không có nữa thì nó tính thôi, bây giờ không có nữa để sau mình hãy tính. Bây giờ thấy là lợi mình gỡ bẫy đi về, thì trong cái một cây bẫy vậy là một con chim, cây bẫy một con chim. Cái nó quẩy 99 con chim, thì 99 cái cần bẫy, còn cái cần bẫy sót lại nó không có ấy. Nó không có gỡ, bị gì không có chim, gỡ chi thôi bỏ, quẩy về. Thì trời sáng lên chim nó quảng hồn nó bay, nó giật nó bay 99 con này, nó bay lên lừng trời rồi cái là đeo không được. Nó đeo đi luôn, lên cao không dám buông. Lên cao không dám buông. Rồi đeo đó hoài, nó bay lừng lừng lên trển. Kêu la gì ở trên khinh không, không ai biết được hết. Cái nó mới nói như thế này.
Nó nói bây giờ mình kêu la gì cũng vô lối. Thôi bây giờ số mạng mình như vậy đành chịu chết rồi. Hỡi mình buông tay xuống thì gớt cao quá gớt chết. Mà hỡi tới nơi của nó rồi đó thì mình cũng chết. Thôi giờ liều cho số mạng. Thì nó định vậy rồi đó không? Thì sao trong mình nó mọc lông? Lông chim chỉ đó. Mọc ra y như con chim chỉ. Mọc ra cùng mình hết. Hai cái tay thì hai cái cánh. Mọc cái là bự dài vậy đó. Xong nó xúc tay đi. Nó xúc tay rồi cái nó gớt xuống. Mà nó gớt xuống rồi cũng như chim đậu vậy. Bởi vì nó xè cánh ra là cũng như chim đậu xuống nhẹ nhàng như bong bóng. Không chết chóc gì hết trơn á. Thì nó gớt đè gớt ngay chỗ cái vùng mà bẫy nó gài đó. Cái nó đi. Nó tầm đường đi ra. Trong rừng mà tầm đường bây giờ tầm đường đi ra. Nó đi vòng vòng thì cái bẫy còn sót lại đó. Cái bẫy nó bỏ đó. Nó đi đè dướng cái bẫy đó. Sụp. Dính. Dính giò rồi gỡ không được. Gỡ ra ngoài gỡ không được. Mà mình bẫy nó thì dòm lại là lông lá không. Lông chim không à. Chim không à. Nó trả quả nó đó. Rồi cái nó ngồi đó khóc. Nó nói như vậy chết. Mình chết đây trong rừng này cũng không ai hay. Mà cha mẹ cũng không biết được. Rồi nó khóc. Nó khóc cái sao nó nhớ chực lại. Bây giờ mình niệm Phật. Mình niệm Di Đà cứu mình. Chứ mình ở trong này cọp ăn. Cọp ăn sống bắt mình. Chứ không có để thế nào sống được trơn. Cái bẫy mình gài chim mà bây giờ nó bắt mình gỡ không được. Cái nó vừa khóc. Mà vừa gỡ cái bẫy. Nước mắt nó tuôn xuống tới đâu đó ha. Là lông chim rụng tới đó. Nước mắt của nó. Bởi vậy niệm một câu Di Đà đó là tan chướng nghiệp. Cái đó là trong kinh có nói rõ ràng cô bác. Niệm Di Đà tan chướng nghiệp đó. Nó khóc rồi nước mắt nó rớt xuống tới đâu cái lông chim rụng tới đó rụng trơn. Thì nó còn hình hài nó y như cũ vậy đó. Thì tất nhiên cái là nhờ nó niệm Phật đó mà cái bẫy ông già nó làm mà nó dính bẫy đó mà lại xuất ra. Vì tới nhà rồi đó thì thực lại cho cha mẹ hay thì cha mẹ là quá sức mừng đi con mình nó đã hết bệnh ăn 100 con chim mà chưa có ăn được nó lôi đi bây giờ nó giải quả cho con mình như vậy cái ông bà bắt đầu quay đầu hướng thiện lại liền thôi bây giờ cái việc này quá linh rồi linh hiển quá rồi không có cái gì qua trời Phật hết trơn á. Nếu trời Phật định chết là chết, sống là sống thôi. Giờ hai vợ chồng mình đều là ăn tương. Ăn chay trường không có sát sanh hại mạng nữa. Rồi hai ông bà ăn chay trường. Thằng con nó vô nó làm phước luôn. Nó nói nó cũng như kẻ chết một lần mà sống lại thôi. Bây giờ cái quả trước của nó đã trả rồi. Thôi giờ nó làm đặng nhờ thân sao. Đó, nó vô nó làm ở bên từ thiện đó. Cái việc này có 100% đó nha cô bác. Cho cái quả thì phải trả. Nói tỉ dụ như là tôi thiếu ai 10 đồng mà tôi trả không dứt đó, tôi đi không được à. Quanh quanh quẹo quẹo chứ không có về cảnh cực lạc được đâu. Kính chào quý vị.